随便咱就去问问我自己欢迎怎么样。对，已经让自己先组织好了，我才去。奶奶。好的。我靠，真危险！Nếu mà một vị trí tức là cái thứ nhất, nhiều vị trí thì hai vị trí tức là một và hai. Đúng rồi, đúng rồi. Mình cái thứ ba là phải tích cả bốn hai ba đúng không ạ? Cái chả cái gì à, cái soi để mô copy là
nhiều cái này khác, cái này nếu cho nhiều vị trí thì tích lên cái này. Không cần cái màu trung tổn nữa. Tem thép thì cũng gỡ, cũng gỡ tem thép hay cái nhiệt độ ấy. Thì cái nó hiền nên là nếu mà không biết thì chị sẽ đọc cuốn dần thôi. Bởi em không biết là được rồi, thầy cuốn dần. Xong ấn lưu ý thì bình thường ấy, thầy hay cho đơn luôn, thầy ít là trách nhiệm thì thầy sẽ cho sẵn ở đây. Em thì sẽ cái nhỏ. Còn nếu mà muốn trách nhiệm thì bỏ cái này ra này thôi. Tự động in thì to. Xong rồi nhé là nếu là in đơn luôn thầy cho trách nhiệm đó. Lưu ý thôi. Và những chi tiết xong rồi thì chuyển phòng thì đây chuyển phòng hay là nhập viện tất cả nó ở bên này đều là sự chi phí. Anh là khám lại đây, nếu mà chi tiết thì phải khám thêm phẫu thuật, tích vào khám thêm hoặc bệnh nhân sùi màu gà thì phải chuyển sang laser ấy, thì cũng là tích vào khám thêm, chọn phòng khám laser và laser, chỉ chọn laser và chăm sóc da thôi, không phải chọn một cái phòng kia. Thật thì có cái phẫu thuật thôi, chỉ chọn cái trên phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Đấy là chân thiết đấy. Còn laser u mảnh lây thì sẽ chuyển sang laser chăm sóc da. Cái này bình thường nó sẽ tích in thì nó sẽ hiện ra một, khi mà mình lưu ấy nó sẽ tự động in một cái tờ để cho bệnh nhân biết đường đi lên đấy, để giới thiệu lên khám chuyên khoa. Còn lưu thì nó sẽ in cái tờ đấy để đưa cho bệnh nhân. Thế còn vào viện đây, nhập viện kia, ngồi bên cạnh nha. Đây, nhập viện đây. Thì đầu tiên sẽ là diện điều trị. Thì là điều trị nội trú, nếu mà mình kia khoa thì là trong khoa. Nếu mà bệnh nhân nữ thì sẽ là D2 nam như này. Còn khoa phẫu thuật, chúng ta khoa là D2 gà thôi. Phẫu thuật cuối cùng còn lưu ạ. Nếu mà bệnh nhân đi khám là đi sinh thiết ấy, nhưng mà thầy vẫn muốn cho đơn ấy, thì cái lúc mà chị tích xong chuyển phẫu thuật lưu ấy, thì nó sẽ bệnh nhân sẽ bị hiện màu đen như kiểu bệnh nhân đã đây, như kiểu bệnh nhân kết thúc rồi thì không làm gì được, thì lúc đấy mình phải hình kết thúc thiệt là bệnh nhân kết thúc rồi, kết thúc bệnh nhân đi khám thì sẽ hiểu kết thúc được. Đấy, sự phải hiểu kết thúc xong rồi lại vào xử trí. Xử trí xong cho đơn như thế nào. Để cho đơn đó. Để đúng. Nếu mà có thể nói phút thì đây phần nó tự nhập. Phần nó chính là đây. Phần này cái gì nhỉ? Như cái này nó sẽ theo ICD thì vậy mình có thể bỏ ngoặc ra bên ngoài. Khi nào nó cứ tại lưỡi bên ngoài ICD nó sẽ nhảy theo cái chân nắng nhấp một cái gì là chứ không có sai thì có bệnh nó không có, có bệnh mà thầy đặt nó không có, không có chính xác như thế nào. Trên đánh phụ thì cũng ấn vào đây bên phải nó không cần ăn nhép màu cũng được. Không, nhiều khi cũng bệnh sần thì nhiều bệnh da cũng mất phát cái kiểu tí nhỉ. Không ăn nhép màu kiểu cứ gõ đây là bệnh viện chấp lên da khác thì nó được nhưng lấy cái cổ lên da khác là như thế nào. Luôn và cái máy nó rất là chậm, cái máy nó siêu đơ luôn.
để cái lúc mà ấn ok đơn nhưng một lúc sau mới được, nhưng mà thầy đã đóng mất rồi thì phải nhớ à. Thầy Phan thì cho ít thuốc mà thuốc cũng dễ nhớ à, em cũng mới đi thôi. Thế mà có thể xem trước đơn cũ của thầy ấy. Thầy chỉ cho hay cho các thuốc một số cái đơn quen thuộc này, thuốc thì giảm nhớ này, kháng vitamin hay cho cetapin này, mà cái này nó có mẫu sẵn hết rồi, cetapin thì hay cho 30 viên, cái này 10 viên, nó có hướng dẫn sẵn rồi. Mà chị để ý xem thầy đọc sáng hay là tối sửa vào. Như thầy hay cho rivaxin. Thời gian dễ lắm, không biết thì hỏi thầy. Sao rồi lưu in, cứ để ý xem lúc đấy là cái này nó đang ở đây hay là cái nó đang ở đây mà. Nếu mà ra ngoài sẽ in lấy con á. Ừ. Nhớ lỗi thì phải sửa thế nào? Lỗi, ví dụ nhé, chị lưu rồi. Giá sách in á. Ừ. Đây, cái này là cái để sửa. Lúc này nó xác nhận rồi, không sửa nữa này, nó hiện màu đỏ. Ừ. Một cái màu vàng, một cái đang xử lý. Một cái mà có hiện dấu x đỏ này được, tức là sửa được. Cái mà không hiện dấu x là... Là không sửa nữa. Cái không sửa thì ấn tiếp 2 lần vào. Thứ thuốc này ấn tiếp 2 lần vào sửa thành 90. Xong ấn cập nhật là được. Ừ. Thế chị ấn nhưng mà lại quên ấn xét nghiệm nhưng quên in sang cái giấy kia. Cũng ấn vào cái kết thúc điều trị đúng không? Đúng rồi. Nếu mình ấn xong rồi nó cho đơn xong rồi. Cho đơn xong thì nó lại ấn gì vào ô bên này thì chỉ khám kết thúc điều trị. Ấn được. Đúng rồi. Nhớ lẫn nhiều bệnh nhân quá. Hay thầy hỏi có bao nhiêu bệnh nhân mình không biết. Điều trị hỏi gì? Thì ví dụ bệnh nhân mà khám buổi sáng hoặc buổi chiều mà có xét nghiệm hoặc chưa cho đơn ấy, là thầy hỏi là em có đơn chưa thì cũng là đang đi lại xem. Đấy, cái đơn có rồi. Thế bệnh nhân lấy đơn rồi. Xét nghiệm cả kết quả thì ấn vào cái mắt này được. Ừ. Trước đây đã từng khám rồi, có đơn cũ, trước đây hồi bây giờ mới sẽ lại điều trị của bệnh nhân mình. Đúng, biết là bệnh nhân xem cái đơn cũ ấy, có ngày mình khám. Thì người ấy phải tìm tất cả. Thì bệnh nhân kết thúc hết rồi. Người ấy kết thúc điều trị hết rồi, anh ấy rồi. Người một là thầy không khám này. Người hai đấy. Thì bây giờ bên này. Vẫn vào danh sách ghi lại được, xem được đơn cũ. Thế nhưng cô ấn vào đây được. Đây đơn cũ thì đây mình sang bên này hoặc là ấn vào in nó hiện xin nét sẵn. Còn bệnh nhân mà ở phòng khác mà tự nhiên sang phòng thầy khám do hết bệnh nhân hay là kiểu các chị bên đấy nhờ thầy khám ấy à? Ừ. Thì một là cho thầy viết tay thì sẽ viết cái đơn này. Ừ. Hai là nếu có ai hỗ trợ ấy à, thì nhờ người đấy cầm cái giấy tờ của bệnh nhân ra phòng công nghệ thông tin và họ chuyển phòng sang phòng của thầy. Còn gì nữa? Nếu mà thầy ví dụ mà cuối giờ ấy mà bệnh nhân chưa lấy đơn mà thầy bảo là gọi bệnh nhân để xem bệnh nhân đã lấy đơn chưa, bảo là gọi bệnh nhân quay lại để bệnh nhân lấy đơn thì xem thông tin bệnh nhân, ví dụ cái này có số điện thoại ở đây luôn này. Ừ.
Còn cái này khẩu súng tay hết rồi. Đây, khẩu súng tay thì gọi cho bệnh nhân. Ừ. Bệnh nhân nam mà phải cởi đồ ấy, thứ ấy à? Ừ. Thì một là bệnh nhân nữ đúng không? Bệnh nhân này cũng là nam thì có thể lấy cái kia che đi ạ. À? Lấy cái tấm che để che đi. Còn bệnh nhân là nữ thì bảo bệnh nhân ra ngoài rồi đóng cửa lại theo thầy khám. Em cũng mới đi. Em tắt đi xong rồi em bỏ lại kiểu vào từ cái vô sân. Nên là buổi trưa em hay lên sớm. Xong sẽ xem buổi sáng thầy kê những thuốc gì. Có thuốc gì em chưa biết không? Đấy, copy xuống rồi vào. Không sẽ tiếp vào phòng khám. Đây, giáo sư không sáng đây. Sáng thì nếu mà sáng sớm là 6 giờ cơ. Còn nếu mà sáng bình thường thì vẫn là phòng khám giáo sư. Lúc 7:30 cũng vẫn là phòng khám giáo sư. Vẫn là phòng khám giáo sư. Và xử lý yêu cầu đấy, xong mình sẽ chọn có những bệnh nhân như thế. Lúc buổi chiều thì mình sẽ chọn bệnh nhân chưa kết thúc. Còn nếu mà buổi sáng thì là tất cả. Cứ chọn tất cả đi. Rồi ấn kích vào tên bệnh nhân. Bệnh nhân đi vào trước, mình nhìn tên bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân thì gõ tên bệnh nhân. Bệnh nhân rồi. Đấy, kích vào những thầy cho chỉ định. Đầu tiên là phải xử lý chứ. Xử lý. Nếu mà thầy cho trần chưa cho trần đoán mà cho làm cận lâm sàng luôn thì viết bản xét nghiệm cận lâm sàng. Cái chỗ trần đoán ban đầu mình cũng ghi xét nghiệm cận lâm sàng. Vâng, xong rồi em chỉ đi. Có thể lúc đấy thầy chưa ra trần đoán. Chỉ đi xét nghiệm. Thật ra nhiều khi thầy cho chỉ định nhưng mà thầy cũng vẫn cái đơn luôn đấy, đúng không? Vâng, lúc này có chẩn đoán rồi thì nhập chẩn đoán. Ừ. Thầy chưa có chẩn đoán thì thầy bảo đi làm xét nghiệm thì ừ. Thi cái này. Thì xong rồi mình sẽ vào phần cái đơn nữa. Lúc mà vâng. Trong đề thi trong trường học thầy cứ cho em trước. Ví dụ thế. Này vào cái đơn. Nhưng mà buổi chiều nghe là buổi chiều có như thầy toàn cho cái đơn thôi, buổi chiều ít khi em thầy sẽ cho xét nghiệm. Buổi sáng em có thể có xét nghiệm. Nhập thuốc. Xong lại lại còn có. Vì thường thì thấy các phòng có nhiều khi anh chị ấy, còn có phần hướng dẫn rồi cho những phần tư vấn ấy. Dài ôi là dài luôn ấy. Nhưng mà thầy không yêu cầu. Thầy cao dễ. Hoặc là những cái thuốc mà ví dụ bôi xong rồi kiểu bôi dập nhiều xong bôi ấy các kiểu nó rất là dài ấy chứ nó không dễ. Nhưng mà thầy cao thì dễ lắm. Vâng, thầy cao hướng dẫn sử dụng cũng dễ. Thế có kiện nhiều khi mình nhập cái này mà cái này nó hiện ra rồi thì nó hiện ra rồi nhưng thầy đọc xem thầy đọc như nào mình thầy đọc như nào xong rồi mình sẽ chỉnh đúng không thầy vẫn nhìn lại đâu mà sai rồi là gì đây đơn nó còn đâu em hướng dẫn lại cái chỗ mà chuyển phòng đúng không thì hoặc là cho đi khám cái chỗ khác đúng không thì mình sẽ là sử trí khám đấy đúng không ạ bệnh nhân khám thêm này thì sẽ chọn khoa phòng khám đây đây là phòng phẫu thuật hoặc là đúng không thế khi nào thì nhập vào cái hoàn thành khám là kiểu như bệnh nhân đi sinh thiết chưa có kết quả chưa có đơn gì cả hoặc là bệnh nhân đang chuyển khoa phẫu thuật để sinh thiết ạ thì sẽ không kết thúc điều trị được nhưng mà chuyển lên này mới ấn in ở đâu in vị trí nó có tích in sẵn chị ạ theo cô ạ cô cho bọn cháu nhờ máy một tí để hướng dẫn các chị chuyên khoa một các chị ngồi phòng khám sao xong rồi cô ạ là in thứ thế thì rồi nó sẽ tự in nó lưu là tự in mà đúng rồi hay là phải một thế bằng cái in ấn không bằng mình chỉ cần đưa thôi nó sẽ in em ơi nhớ in sai giấy nhớ quên đáng nhẽ in phiếu A4 lại in nhầm A5 thì lại vẫn ấn vào cái đấy là được anh ấn vào in ấn thế còn ví dụ mới có mỗi xét nghiệm thôi thì mình ấn vào lưu và in ấn thì nó dài có xét nghiệm thôi là dài in xét nghiệm ấy xét nghiệm thì nó lưu và in ở cái chỗ giữa ấy mà lưu in cái
chắc phải làm nhiều thì sẽ dần dần quen. Đúng rồi. Vào bấm nhiều khi mình nói này mình khó. Đấy, cái chị làm thử đi ạ.